Anh chuẩn bị rồi. Anh nói á nha. Ừ, để anh nói cho. Anh có điện thoại. Anh ngoài nghe điện thoại xíu. Dạ con xin lỗi mẹ, con xin lỗi hai mẹ. Tại hồi nãy con bị kẹt xe ở ngoài ngã tư nên là con đi trễ 10 phút. Hai mẹ ngồi nghỉ để con chuẩn bị cơm liền cho. Ờ, chuẩn bị cái gì? Đi đi, đi lên, đi theo mẹ, đi theo mẹ, đi lên đây. Ngồi xuống đây. Ngồi đã đi. Đây nè, có gì đây? Tùng đâu rồi? Vô ăn cơm luôn con. Vô đi con. Dạ, mẹ cút mày chút. Con có chuyện này. Muốn nói gì ăn cơm xong rồi hả? Nói, ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống. À, hôm nay đó, mẹ làm toàn những món Thảo thấy không? Sườn xào chua ngọt, cá trê kho. Ơ, ăn hết cho nhiệm vụ của hai đứa là phải ăn hết rồi nghe. Bà phải kể tôi nữa chứ. À, nè, mẹ cũng góp phần lặt rau, rửa rau rồi sắt ra trang trí lên đẹp vậy đó. Thôi em thấy em sướng ghê chưa? Chưa bao giờ mà mẹ chút chịu đi xuống nấu ăn cho ai đâu nha. Chưa bao giờ hả? Không có đâu. Không bao giờ, nhưng bữa nay xuống bếp mà cái này là thương con dữ lắm đó nha. Cảm ơn ạ. Ra đó, cái bữa ăn này đó là các mẹ làm ra để xin lỗi con. Từ khi con về làm dâu nhà này tới bây giờ thì cũng không có dễ dàng gì cho con. Các mẹ ở đây không có ai thông cảm cho công việc làm của con hết, mà cứ làm khó làm dễ rồi bắt nạt con hoài cũng khổ thân con. Coi như là xin lỗi. Xin lỗi. Xin lỗi. Người lớn mà biết sai thì sửa sai là phải xin lỗi tụi nhỏ, đúng không? Xin lỗi con tại vì tấm mẹ hà tiện, hiểu không? Dạ dạ dạ, không phải không phải. Cũng là lỗi của con. Tại vì hả, công việc của con hay đi sớm về khuya rồi bỏ bê gia đình, bỏ bê anh Tùng, không có chăm sóc gì được hết á. Là lỗi của con thiệt mà. Trời ơi, con ơi con, không phải lỗi của con đâu. Lỗi của mẹ đây nè. Con làm việc ở nhà báo á, là con giúp người. Mà mấy mẹ còn không biết, mấy mẹ còn bắt lỗi con, bắt phải con nữa. Con làm nhà báo là con giúp người. Mà mẹ không biết, mẹ còn trách ngược lại con. Bây giờ biết rồi ha. Cái nghề của con là đi sớm về trễ. Muốn đi về nào đi, muốn về về nào về. Về trễ thì con có chìa khóa riêng, con cứ mở cửa con vô. Ăn uống con vậy, đừng có ăn ngoài. Mấy mẹ nấu sẵn chờ con. À, ví dụ về mà có nguội bói của má có quê mình thăm, thoải mái, gia đình vui vẻ. Mẹ cút con nói đúng đó. Thôi bây giờ đưa đây, mẹ bới cơm cho nè. Thôi được rồi, đưa đây mẹ bới cho. Được rồi. Bà phải bới cơm cho con dâu tôi nghe. Còn tôi á, gấp được ăn kìa mà cái món nó thích. Đưa đây nè. Trời. Đây bỏ vô đó. Con phải ăn cho hết nha không? Rồi, ăn đi con. Dạ, cảm ơn mẹ. Thấy chưa? Em thấy em sướng chưa? Anh tưởng là anh bị bỏ rơi luôn rồi đó không? Dạ mẹ ngồi nghỉ đi mẹ, lát con gọi cho mẹ. Trời ơi, đã nói con nghỉ đó đi, mấy mẹ làm cho. Được rồi, đưa đây. Thôi để mẹ con làm được cho. Mà để đó đi con. Nè Thảo. Dạ. Mày mốt á, cái con mời ba con á qua nhà mình đi du lịch chung với nhà mình cho vui. Vậy đi. Thì hả mẹ? Ừ. Vợ ba con mà biết chứ ba con mừng dữ lắm á. Ba con cứ khoe là mới mua một cái áo mà không có dịp để mặc. Bây giờ là ba con có dịp để khoe mọi người rồi. Ừ. Dạ. Chết, con xin lỗi mẹ. Trời ơi, cái gì vậy trời ơi? Có gì đâu mà. Đó, đi qua đây, qua đây. Nhưng mà... Qua đây đứng. Trời ơi con, rửa chén mình phải mở mạnh vậy nó mới sạch. Chứ mở ri ri sao mà sạch. Mẹ thì hạ tiện nhưng mà cái nào ra cái đó, hiểu chưa? Trời ơi đúng rồi con ơi, mẹ cút của con á không có bao giờ hạ tiện, nhất là khi xài tiền của người khác. Nè, gọt sạch rồi nè. Dạ. Không, con tự ăn được mà. Ăn đi. Có vitamin nhiều lắm. Đó, ngon. Dạ ngon mà mẹ ngâm muối thôi mà. Thì đúng rồi. Ơi, ngâm muối vậy nó mới không đen á. Đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Thôi bây giờ mệt đi lên, đi phải phòng ngủi. Để cái này mẹ rửa chén cho. Đi. Thôi để con nè. Để cho mẹ. Để con mà. Để mẹ. Để tôi nói câu công bằng nè. Nè nè con dâu, mẹ cút của con bữa nay trổ tài nấu nướng những cái món ngon mà con thích không à. Vậy để cho mẹ cút con rửa dọn luôn. Được. Đó. Với lại lên trên lầu, mẹ có chuyện muốn nói riêng với con. Đi lên phòng mẹ. Đi. Dạ. Đi đi con. Ê, con mẹ có điện thoại. Con xin lỗi, con xin phép ra ngoài để mẹ cứ làm. Đi đi con, đi nghe đi con. Đâu có gì đâu, chuyện con cứ nghe.
Ừ, bà nói đi. Ra riêng khổ kế của bà tới đâu rồi? Ông Tùng siêu lòng chưa? Tôi cũng chưa tính nữa. Nói chung là tôi đang có chuyện bận tí. Cái gì mà chưa? Tôi nói bà rồi, bà phải xúc tiến liền đi. Bộ bà muốn chôn vùi cả tuổi thanh xuân của bà với ba bà má chồng luôn hả? Thì... Ê... Thảo ơi! Dạ, con ra liền. Mẹ chồng tôi gọi. Thôi, tôi nói chuyện bà sao nhé bà. Dạ, con ra liền mẹ. Mẹ, con làm gì đó, rảnh không? Qua phòng mẹ chút xíu. Dạ. Vô đây đi con. Nè, con ngồi xuống đây. Bà, là chiếc nhẫn này. Cái chiếc nhẫn này á, ngày xưa là mẹ của Tùng tặng cho mẹ khi mà mẹ mới về viện làm á. Mẹ rất là quý, mẹ không có đeo, mẹ cất không à. Nhưng mà bữa nay á, mẹ muốn tặng chiếc nhẫn này lại cho con. Không được đâu mẹ ơi, đồ quý vậy con không dám nhận đâu mẹ. Con sao vậy? Đồ quý thì phải tặng cho người quý giá. Mẹ của Tùng không ai mất sớm nên không có cơ hội được nhìn một đứa con dâu ngoan hiền giống như là con. Coi như là ngày hôm nay á, mẹ đại diện cho mẹ của Tùng tặng cho con dâu, coi như là quà cưới cái chiếc nhẫn này. Con không có được từ chối đâu. Đưa tay cho mẹ. Đẹp đó, vừa khích rồi nè. Dạ, con cảm ơn mẹ. Mẹ phải cảm ơn con mới đúng chứ. Con á, đã chịu về cái nhà này làm vợ, làm dâu. Mẹ biết á, là con rất là thương Tùng. Mà con thấy đó, Tùng nó cũng rất là trân trọng con. Cho nên mẹ muốn á, con phải giữ cho kỹ chiếc nhẫn này, giống như là con phải trân quý cái cuộc hôn nhân của hai đứa. Mẹ muốn á, là con và Tùng hai đứa phải sống bên nhau thật là hạnh phúc. Nghe chưa? Dạ con biết rồi, con cảm ơn mẹ. Con nhỏ này nhìn vậy á, mà sống tình cảm lắm, dễ xúc động quá nè. Con cảm ơn mẹ nữa. Cái nhẫn này á, là mẹ chúc rất là quý luôn á. Thế mẹ thương em ông mới tặng cho em đó. Em cũng biết mà. Em cũng không ngờ hả, là mẹ chúc lại tặng em một cái món đồ quý giá nó như vậy nữa. Em biết không, mẹ Cúc nè, mẹ Chúc nè, mẹ Mai nè, tất cả các mẹ đều rất là yêu thương em, quý em. Mà nhiều lúc á, người lớn á, nên không có thể hiện cái chuyện đó ra ngoài, tại vì ngại. Em hiểu không? Cho nên là nhiều lúc đừng có buồn ba mẹ nha. Em biết rồi. Mẹ chồng, em nói nghe này nè. Toàn cái chuyện mà tụi mình ra riêng á. Thôi anh để từ từ nói luôn đi, hôm nay đừng nói nha. Anh cũng thấy vậy á. Hay để bữa khác mình nói đi, mà coi mấy mẹ đang vui á, mấy mẹ không thích nữa, mấy mẹ buồn á. Em biết rồi chồng yêu. Thôi giờ trễ rồi, mình ngủ đi. Ok. Ngủ à? Ngủ à. Mẹ phải cảm ơn con mới đúng chứ. Con á, đã chịu về cái nhà này làm vợ, làm dâu. Hôm nay đó, mẹ làm toàn những món Thảo thích không. Sườn xào chua ngọt, cá trê kho. Ăn hết cái nhiệm vụ của hai đứa là phải ăn hết rồi nghe.
Ủa mẹ, mẹ, mẹ bị cái gì mà mẹ uống thuốc nhiều dữ vậy mẹ? Không có gì con, không có gì đâu. Thuốc bổ chứ không có gì đâu. Nè, nghe mẹ nói nè, thấy sao để vậy nghe. Đừng bao giờ kể cho thằng Tùng nó biết nghe. Nó biết nó lo tội nghiệp nó nghe con. Không có, không phải thuốc bổ đâu. Mặt mày mẹ xanh xao lắm, không đứng ngoài cửa nghe mẹ ho ho nhiều dữ lắm. Mẹ bị cái gì mà bị cái gì mẹ phải nói cho con biết chứ. Bây giờ đã là mẹ con rồi, mẹ cũng giấu con. Mẹ bị cái gì vậy mẹ? Mẹ mới phát hiện gần đây thôi. Bác sĩ nói là mẹ ở giai đoạn cuối rồi. Mới đầu thì mẹ cũng sốc lắm. Nhưng mà mẹ nghĩ con người ai cũng có số hết đó cơ con à. Hứa với mẹ nghe, đừng có nói cho ai biết hết nghe. Nghe, Hai Thảo. Không, không được đâu mẹ. Mẹ ơi, chuyện này là chuyện lớn, chuyện này quan trọng dữ lắm. Sao mà mẹ chịu đựng một mình được? Với lại nhà mình á, có anh Tùng với mẹ Trúc là bác sĩ, mọi người sẽ có cách tính toán mà. Làm sao mẹ chịu đựng mấy chuyện này một mình được mẹ? Mẹ chịu được. Tại vì mẹ không muốn mọi người biết, rồi mọi người sẽ nhìn mẹ bằng ánh mắt thương hại, rồi trong nhà mình sẽ buồn rầu và lo lắng. Mẹ không muốn như vậy. Thảo à, trong thời gian qua mẹ có nói gì mà xúc phạm con, hoặc là nói những cái gì mà con không có vừa ý thì cho mẹ xin lỗi nha. Mẹ không biết mẹ nói cái gì nữa đó con. Nghe con. Mẹ. Mẹ không sao. Không sao, mẹ không sao đâu, yên tâm đi. Mẹ chịu được hả? Mẹ. Hứa với mẹ nghe, đừng nói cho ai biết nghe không. Mẹ ơi con. Không sao, mẹ không sao. Mẹ không có sao hết trơn á. Mẹ. Mẹ không có sao hết trơn. Em sợ vậy? Anh, em nói nghe nè. Em suy nghĩ kỹ rồi. Hay là tụi mình không có ra riêng nữa, em sẽ ở đây. Anh thấy làm sao? Tụi mình muốn ra riêng nữa hả? Ừ. Thiệt không? Em nói thiệt. Là em thiệt đúng không? Đó, có cảm giác chưa? Có cảm giác vậy là không phải là mơ rồi. Em nói thiệt anh vui quá. Tại anh cũng muốn nói điều này với em lâu lắm rồi á. Tại anh ở với ba mẹ từ nhỏ tới lớn anh quen rồi. Hồi giờ mình chuyển đi như vậy, không ai chăm sóc ba mẹ hết. Anh cũng lo lắm. Mà may là em nói vậy anh vui lắm. Cảm ơn vợ nhiều nha. Anh yên tâm đi, từ nay á em sẽ phụ anh chăm sóc ba mẹ luôn, anh chịu không? Chịu. Đi. Mẹ chỉ muốn chúng ta cứ bình an vui vẻ sống những ngày sắp tới nha con. Mẹ cứu chưa? Mẹ ơi, con thương mẹ lắm á. Cha, con dâu nấu món gì mà thơm dữ vậy ta? Mẹ coi nè, hôm nay con đặc biệt nấu một món bún bò nhiều gân nhất để dành riêng cho mẹ đó. Mẹ thấy con thương mẹ không? Wow. Chiếc nhẫn ai tặng mà đeo đẹp dữ vậy ta? Con không biết nữa. Tối hôm qua hả, lúc mà con đang nằm ngủ, tự dưng có một nàng tiên hiện ra. Nàng tiên tặng cho con cái nhẫn này. Mẹ thấy nàng tiên nó dễ thương không? Cái nàng tiên nó đẹp và sáng lấp lánh như cái nhẫn này vậy đó. Quá đẹp luôn. Trời ơi, nấu ngon quá, thơm quá. Thằng Tùng nó thích lắm nè. Mà nghe, mẹ thấy càng ngày con với Tùng càng giống nhau á.
Mẹ này thì người ta nói vợ chồng á phải giống nhau mới ăn đời ở kiếp được chứ. Ừ. Mà con nè, con thấy cái căn biệt thự cũ của nhà mình á, con thấy sao? Sao là sao mẹ? Bộ mẹ tính bán hả? Đâu có, ba mẹ tính cho tụi con đó chứ. Chứ không phải cặp vợ chồng trẻ nào mới lấy nhau cũng thích ra ở riêng hay sao? Ủa bộ con thích ở riêng hả? Dạ không. Mẹ, con nói với mẹ, từ nay ở đây sẽ là nhà của con, sẽ là gia đình của con, sẽ là một gia đình của con, hạnh phúc mãi mãi, từ đây về sau con sẽ không đi đâu hết. Đây là nhà của con. Ôi vui quá, sao là vui. Thảo giữa đây rồi. Đi sao hôm? Mẹ nói như thế này, cho dù tụi con ở đây hay là ra riêng, các mẹ cũng ủng hộ hai tay hai chân luôn. Hai tay hai chân luôn. Mẹ ơi, tôi từ phương xa về rồi nè. Đi du lịch mà dễ gì không có quà cho mấy bà. Đây từng đứa một, có quên từng người một. Xin lỗi bà Trúc nghe. Đây quà của bà nè. Đó. Cảm ơn. Đây nè, của vợ chồng con nè. Dạ cảm ơn mẹ. Bà nhìn cái gì? Đây nè, của bà nè. Đó. Bà nhớ chưa? Uống là phải uống đúng giờ, đúng giấc và đúng liều thì mới có tác dụng được. Là thuốc đặc trị cho nên là rất là khó khăn để mua được đó. Biết rồi, biết rồi, uống liền nè. Ờ. Coi quà cho kỹ nghe. Cũng vợ chồng con luôn đó. Mẹ Mai, khoan đã. Ủa mẹ, mẹ cũng biết chuyện rồi hả? Chuyện gì con? Dạ thì cái chuyện mẹ Cúc bị bệnh đó. Trời ơi, bà Cúc bị bệnh. Trời ơi. Ở cái căn nhà này mấy chục năm nay rồi, ai bệnh thì bệnh, chứ là mẹ Cúc của con khỏe như trâu vậy đó. Bệnh cái gì mà bệnh. Ủa vậy chứ cái bịch hồi nãy, quà nãy mẹ đưa cho mẹ Cúc đó, mẹ dặn uống thuốc đúng giờ là cái gì? Ba mập quá, ba muốn uống thuốc giảm cân. Mà cái thuốc này là cái chỗ mẹ du lịch đó, đại lý đang bán mà giảm giá, cho nên là bà nhờ mẹ mua giùm mà. Dạ, thôi mẹ đi xa vậy rồi mẹ lên nghỉ nha mẹ. Thôi mẹ lên nghỉ nha. Dạ. Thuốc giảm cân. Ủa làm sao ta? Trôi đi nhanh muộn phiền ta sẽ rồi vơi.